Bóng chuyền Trung Quốc công bố đội hình mạnh nhất tham dự vòng loại Olympic. Sau trận chung kết tại giải vô địch châu Á, khi được hỏi về tranh cãi trên mạng xã hội về việc Trung Quốc không mang đội hình mạnh nhất tham dự giải, Chatchuan Moxri trả lời rất ngắn gọn. Ai sẽ nghĩ Trung Quốc dùng đội hình A, B, C hay D? Nhà vô địch vẫn cứ là vô địch. Vậy tại sao lại có những câu hỏi như vậy? Đối với những người hâm mộ theo dõi bóng chuyền quốc tế thì đều dễ dàng nhận ra rằng đội hình của Trung Quốc vừa tham dự giải vô địch châu Á AVC Championship không phải là đội hình mạnh nhất. So với đội hình vừa tham dự giải Volleyball Nations League 2023, đội hình của Trung Quốc mang tới Nakhon Ratchasima vừa qua chỉ là đội hình phụ. Dù chỉ là những cầu thủ được coi là đội hình B, nhưng nhìn cách mà họ vượt qua mọi đối thủ và chỉ chịu thua sát nút 3-2 trước đội chủ nhà ở trận chung kết mới thấy được thực lực của Trung Quốc đáng sợ như thế nào. Với nòng cốt là đội hình vừa mang về tấm huy chương bạc Volleyball Nations League 2023, Trung Quốc hứa hẹn sẽ giành tấm vé đến thẳng Paris dự Olympic 2024. Không nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông, Trung Quốc với tư cách là nước chủ nhà bảng A, vòng loại Olympic 2024 đã công bố đội hình mạnh nhất có thể của mình. Với nòng cốt là những nhân tố vừa giúp đại diện châu Á đi một mạch tới trận chung kết Volleyball Nations League 2023, Trung Quốc được dự đoán là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị số 1 của bảng đấu, qua đó giành vé tới thẳng Paris vào năm sau. Vẫn còn đó những ngôi sao làm khuynh đảo Volleyball Nations League 2023 vừa qua như Li Jingjing, Wang Junlu, Wang Yuanjian hay Jiang Hanju. Trung Quốc đang được đánh giá rất cao nhờ một dàn vận động viên ăn tập cùng nhau nhiều năm, có thể hình tốt và còn rất trẻ. Giành vé tham dự Olympic Paris 2024 là mục tiêu mà bóng chuyền Trung Quốc đã nhắm tới từ đầu năm 2022. Chắc hẳn những người hâm mộ bóng chuyền Trung Quốc chưa quên thất bại tại Olympic Tokyo, nơi họ đặt rất nhiều kỳ vọng để rồi nhận lại là thất vọng. Trung Quốc thi đấu trôi sụt để sớm dừng bước, đó cũng là giải đấu đánh dấu bước chuyển mình của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Huấn luyện viên huyền thoại Lang Ping quyết định giã từ sự nghiệp. Du Tinh, tượng đài trong lòng rất nhiều người hâm mộ, cũng nhiều lần từ chối cơ hội trở lại đội tuyển. Tưởng chừng Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian để vực dậy, nhưng dưới bàn tay tài tình của huấn luyện viên Cai Bin, đội bóng xứ tỷ dân đang lột xác mạnh mẽ. Dàn cầu thủ trẻ chơi đầy tự tin với dấu ấn lớn nhất là vượt qua hàng loạt đội bóng lớn để giành vị trí Á quân Volleyball Nations League 2023. Vòng loại Olympic 2024 là giải đấu Trung Quốc rất chú trọng. Đây được coi là sân chơi để họ vươn lên tầm cỡ thế giới. Khi từng giành 3 tấm huy chương vàng vào những năm 1984, 2004 và 2016, đội hình Trung Quốc dự vòng loại Olympic 2024 Paris gồm chủ công Li Jingjing, Wang Junlu, Zhong Hui, Hu Mengji, phụ công Huan Xinjue, Wang Yuanyuan, Gao Ji, Yang Hanju, đối chuyền Gong Xiangyu, Yang Jixin, chuyền hai Diao Linju, Ding Xia, Libero, Wang Meiji, Ni Feifan. Đội hình này nhiều khả năng sẽ chỉ loại đi hai cái tên và tiếp tục tham dự ASEAN trên sân nhà ngay sau đó. Chắc chắn mục tiêu của họ vẫn sẽ là ngôi vị cao nhất.